Thưa mẹ, chúng con được sinh ra rồi, chúng con được lớn lên rồi, nhưng chúng con vẫn thấy rằng hình như càng lớn lên càng lắm chuyện, càng lớn lên càng lắm tội, càng già càng thấy khổ, càng lớn tuổi càng thấy sợ, càng thấy ngại ngùng. Ba cô gái đang ở trước mặt chúng con đây, bây giờ đang trẻ như thế này, mà 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa hoặc 50 năm nữa, xin chào ba bà lão. Lúc đó chúng con sẽ thấy càng thêm tuổi càng thêm khổ. Mẹ ơi, xin cho chúng con câu trả lời thứ hai: sao cho hết khổ, sao được về trời với những người càng ngày càng lớn tuổi.